Hello, xin chào các bạn. Hôm nay mình sẽ chỉnh sửa cây này các bạn. Cây này là ba thân, gốc nó cũng thấy thì được thôi, chứ nó không dạng mà nó xuất sắc gì mấy. Đó, giờ mình cắt mình ha, cắt tỉa dọn tóc lại ha. Cây này nói chung là tàn thì được rồi các bạn, nó đủ tàn rồi đó. Thân cũng co lắc, ba thân. Gốc được rồi, mình rắp lục bình này các bạn. Trời, nó cứng ngắc luôn. Đây mình dọn cái gốc này cho các bạn coi, lát mình quay lại cho các bạn coi. Đó. Mỗi ngày một một clip. Hơi cực. Đó. Cây này có gai các bạn, gai nhiều lắm. Lá cũng đẹp nữa nè, lá đẹp, có gai lá đẹp, chung là chơi được rồi. Đẹp quá trời gai luôn, cắt hơi cực ạ. Cây này mình chỉ sửa sơ tàn thôi nhé các bạn. Đó, chỉnh sơ tàn thôi. Lá tròn. Có gai. Ra quá trời, cây hải châu mình nói rồi, đụng dao kéo vô lại thôi, ra tứ tứ như tá lả luôn. Hải châu là nó là có cái đặc thù vậy. Mình tỉa sơ rồi mình những cái tàn nào còn lại các bạn mình sẽ uống, mình sẽ chỉnh sửa lại. Đó. Cái này mình làm để dài tàn thôi, nhiều quá nó rối các bạn, nhiều quá nó rối tàn. Rồng lại thì còn một số tàn thôi, đơn giản thôi. Cây này lá thì đẹp, nó tròn đẹp, hơi có gai một chút. Lá này lá nhỏ chứ không phải lá rí nha các bạn. Cây này lá nhỏ thôi, nó hải châu lá nhỏ. Có ra trái tim nữa các bạn. Qua wow, ra gì nấm luôn. Ra gì mà quá trời luôn. Cắt xỉu luôn. Thời nó vậy các bạn. Đó. Lấy kẽm mình quấn này, lát mình cắt sửa lại các bạn xem.
Bỏ rác rến quá. Đây mấy cái nhánh này mình vấn lại rồi các bạn, chỉnh sơ lại thôi, cái này cũng không có gì phải phức tạp đó, nó đơn giản thôi các bạn. Như mấy cái nhánh này nè, mình phải sửa lại sơ thôi. Mình thì làm chơi vui chứ mình tay nghề mình cũng không có gì nha các bạn, rất là đơn giản. Mình là chủ yếu là tự học lớn thôi, cái tay nghề mình yếu lắm, mình chỉ làm vậy thôi chứ mình không có cái dạng mà phải như mấy anh nghệ nhân kia. Mình ở dạng thợ, cứ người ta nói nôm na là thợ rài, thợ tầm bậy. Làm cho có làm của mình thôi, đâu có dám đi làm cho ai, làm cho người ta bánh chết á, bẻ xấu quắc. Ở trong mình đó các bạn, mùa này là nắng gió, gió dữ lắm, gió ghê lắm các bạn. Gai nè, cắt dày hồi nãy mà giờ gai cũng còn nè các bạn. Đó. Cây đó. Cây có gai thì có theo mình đó các bạn, mình không biết sao nha các bạn sao nha. Theo mình đó thì mình thấy cây đa số có gai các bạn. Cây càng dữ á, trái nó càng sai. Thấy không? Mình nha, mình theo cái vườn mình nha. Chứ mình không dám nói cái vấn đề đó nha các bạn. Đó, ví dụ mình á, nói chung là ở phạm vi của mình thôi, mình không nói bây giờ là ở đâu. Có ngày sửa kiểm bị người ta chửi hoài, nói ông làm gì mà cứ ngồi có ngày sửa kiểm, nhưng mà giờ phải nghề nghiệp phải làm, giờ sao làm kiểm phải sửa kiểm ha. Không làm giờ ai làm cho mình. Thuê thì đâu có tiền đâu mà thuê. Thuê thợ kiểm ngày cũng phải ít tệ nhất cũng phải 500 ngàn, 600 ngàn ngày. Thợ sửa nha. Thợ mà phụ á cũng phải 450. Chứ không phải đơn giản đâu, công giờ ở đây nó mắc lắm các bạn ơi, công thuê nó mắc lắm, ở đây nó nhuốc qua Thanh Long các bạn. Xứ mình á có cái dịch có cái chỗ mà nhuốc nghe Thanh Long á là một tiếng vậy là 40 ngàn tiếng nha, tiếng đồng hồ á 40 ngàn mà ta tao vuốt năm này tháng nọ, còn mình lâu lâu mình kêu một lần thì tao phải ăn 50. Tại vì mình nó dạng không phải làm nhiều đó, lâu lâu làm lần thì tao phải ăn mắc hơn, cái đó là quy luật rồi đó. Tạm thời nó vậy đi các bạn, nhưng giờ bé nữa biết sao bé.
Nhiều khi mình sửa chị vậy các bạn. Nhiều bạn nói là múa rìu quăng mắc cỡ cái gì vân vân, nói chung thì mình cũng rất là ngại. Này thì chơi thì mỗi cái khác nhau. Bẻ từ ly từ tí không đó. Gai nó chen chút ở trong này, khi mà vấn kẽm vô rạch cái lá ra mới thấy cây gai. Cứ tạm thời nó vậy đi, làm nhiều quá. Chung cây này lá cũng đẹp các bạn, thấy lá được. Cái này giờ nó đóng cục đây nè, một cục chỗ này giờ phải tỉa bớt các bạn đó, cái này phải tỉa bớt nè, để thế nào cắt thế nào đó. Hải châu các bạn, không mình không có kén chọn nữa, trồng cái dòng nào mà là cho trái cho hoa đẹp là mình thích à, chứ đừng có nói giờ cái này dùng này dùng nọ, mình không 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 có phân biệt cái đó, chủ yếu là cho hoa cho trái thôi đó. Cho hoa cho trái nhiều là được, xuyên qua xuyên trái thôi. Tiếp thì chắc dài các bạn, mình uống kiểu này là mình thấy hơi dài đó, phải chịu thôi. Gai đa số là anh em chơi các bạn, chơi ít á, ta vừa lựa cái dòng lá các bạn, mình nói thật theo mình cũng vậy, không mình một chơi một hai cây mình phải chọn lựa lá, phải lá tròn trái tim rồi này kia nọ ha. Cái đó thì không sao, cái đó là mình ai không muốn cái cây mình lá đẹp, phải không? Cái đó là đương nhiên rồi.
hay không muốn cây là lá của mình lá đẹp, nhưng mà nhiều khi mình đây cũng có cây mấy cây lá đẹp mà trái nó không hạn chế các bạn, mình cũng không hiểu luôn. Bây giờ mình bẻ cái đọt xuống, hồi đó mình dựng cái đọt lên, giờ mình bẻ cái đọt xuống. Đọt đi xuống đi, lên cao quá nhìn xấu. Cái nào dựng lên tạm thời cho nó xuống vậy, móc dựng mấy cái kia lên. Bếp dài các bạn và thông cảm mình nha. Rồi tạm thời vậy thôi. Wow, bếp dài quá. Các bạn thấy không? Mình quay kỹ lại cho các bạn xem. Xong như tạm thời là như vậy. Trời, trên này chắc cũng còn gai quá trời gai luôn, cắt hoài không hết. Đố nhánh này xuống sơi cái nữa xong các bạn, tỉa bớt trong này.
cũng vẫn còn gai. Cái cây mình đã uống các bạn, mình khi mình đã sửa thì mình sẽ cắt gai hết, cái đó là không thể nào để gai được các bạn. Để gai thứ nhất á, là sữa nó sẽ vô tay mình, không nó. Thứ hai nữa là sau này á, nó gai nó cứng á, mình khó làm. Gai này để chừng các bạn chơi không lặt không, không không cắt á, để chừng 4 5 tháng rồi nó cứng cũng như là cái cây cũ, cây cứng như là cái thân nó luôn các bạn, cứng ngắc luôn, khó 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 bấm lắm. Bởi vậy khi mà sửa cây các bạn, bạn lặt gai trước đi, không rồi tạm thời vậy đi các bạn. Mình thấy cũng vậy thôi chứ giờ đâu biết làm sao giờ, làm này phải làm kia, làm đủ thứ đó. Sợi nữa thôi, coi như là xong. Cái lá này các bạn quấn kẽm các bạn, ở bạn kẹp vô cái lá nó là cái lá nó chết. Mình không biết, mình thấy mình làm nó vậy không biết các bạn sao à, nhưng mà đa số là lá nó bị khô. Rồi xong vậy đi, mình cũng không biết giờ làm sao nữa, nó đã vậy rồi đó. Mình quay lại các bạn xem nè, bẻ vòng thôi chứ là sao giờ. Mình chỉ biết làm như đây thôi, ở đây còn tàn nữa không để luôn đi. Rồi xong các bạn đó, cây vẽ sơ sơ xài xài thôi đó. Rồi cây này xong các bạn, mình bẻ ra rến rồi nó ra tùm lum. Đây một cây cây này ha, lá này các bạn, lá có trái tim nè, tét nắng cũng nhỏ nè các bạn, so ngón tay mình nhưng cũng có lá lớn các bạn nè, lá lớn nè đó, cũng có lá lớn lá nhỏ nè, trái tim luôn nè, thấy không đó. Nói chung là cây Hải Châu thì nó cũng nhiều lá các bạn, chứ không có cây nào giống cây nào đó. Lát mình sẽ uống thêm một số nữa đó, đây là cây nữa các bạn. Đó, đây cây nè, mình cũng đang chữa, mình sẽ bị uống nè các bạn. Sữa, đó. Thấy không? Đang cho qua nè. Đó, cũng là trái tim. Rồi, kết thúc clip đây cho các bạn. Wow. Rồi rác đến tùm lum. Mỗi ngày sửa một cây vậy, cực lắm các bạn ơi. Con mình, đi tới đi lui, giờ trặt cái dây luôn. Rồi, mình kết thúc nha các bạn.